Chiều nay, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết có buổi tiếp Tổng lãnh sự Lào tại Đà Nẵng sau Phan Hà Đào Huy Oan cùng phu nhân đến chào xã giao nhân dịp nhận công tác. Chúc mừng tân Tổng lãnh sự sau Phan Hà Đào Huy Oan nhận nhiệm vụ công tác mới tại Đà Nẵng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, trên nền tảng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam Lào, trong nhiều năm qua, Đà Nẵng đã xây dựng quan hệ gắn kết mật thiết với các địa phương của Lào. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết bày tỏ tin tưởng ngài Tổng lãnh sự với trọng trách mới sẽ tiếp tục làm cầu nối hiệu quả thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên. Đáp lại lãnh đạo thành phố, Tổng lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Sophan Hà Đào Huy Oan cho biết ông rất vinh dự khi được công tác tại Đà Nẵng, đồng thời khẳng định trên cương vị mới sẽ tiếp tục gìn giữ, vun đắp và phát huy hơn nữa quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Đà Nẵng và các địa phương của Lào. Tổng lãnh sự bày tỏ mong muốn trong thời gian đến, thành phố sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các địa phương của Lào, qua đó vun đắp thêm mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai bên.